Hello, em chào đại gia đình. Đại gia đình khỏe không? Em khỏe. Hôm nay em quay cái vườn rau ở sau cho đại gia đình xem nha, đại gia đình. Bên này thường thường người ta hay trồng rau ở sau nhà mùa hè tới cả nhà. Trồng cho vui thôi chứ bên này ăn uống cũng đi ra ngoài mua chắc rẻ hơn á. Nhưng mà người ta trồng để giải khuây á cả nhà. Thì cái vườn rau nhỏ nhỏ của em cũng có trồng một số rau ở đây cả nhà. Đây là cà tô mách nè cả nhà. Mới trồng thôi. Tô mách nè. Có một số rau ở đây nữa cả nhà. Còn cái này là dưa leo nè cả nhà. Rồi đậu nè cả nhà. Rồi sẽ trồng thêm hành và ớt nữa cả nhà. Trồng cho vui chứ tốn tiền nhiều hơn ra ngoài đi mua nữa cả nhà ơi. Mua chắc rẻ hơn. Còn ở đây là cái cà này cả nhà. Không có trái rồi nè. Còn bên đây là mấy cây ớt nè, chưa mấy cây ớt này chưa có đem ra gieo nè. Còn ở đây là một số rau. Nó rau đang gieo hạt đây. Rồi em quay phim những cái bông ở nhà sau vườn em nha cả nhà, coi chơi nha cả nhà. Này cái bông màu tím đẹp không đó nha. Rồi cái bông màu vàng nữa nè. Kế bên nè. Màu tím nè cả nhà. Còn cả nhà thấy cái máy lạnh này không, cả nhà nó bắt có quầy sau sân sau sau nhà đó, là coi như là mùa hè mình mở lên là mát hết cả nguyên căn nhà cả nhà. Bên này nó không có bắt cái máy lạnh ở ở cửa sổ giống như ở Việt Nam đâu, bắt cái máy lớn thiệt lớn ở ngoài sau nhà nè. Còn mấy cây bông này chưa ra hoa nữa cả nhà ơi. Bên này xứ lạnh nha cả nhà, do đó hoa thường thường nó nở có một một năm nó nở có một lần nè. Rồi mùa lạnh tới rồi nó không có nở nữa. Mấy cái bông này chưa ra hoa nè.
Còn cái bông tím này đẹp không cả nhà? Quá đẹp luôn hả? Mới mua hai cái cây blueberry này cả nhà. Rồi cái bông này cũng đẹp lắm nhưng mà bây giờ mới có ra nụ thôi à. Rồi, thôi em chào cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày như ý, tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye.